Xin chào các bạn Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới hai cái đề tài Đề tài đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là một cái đề tài Mà Thuận đã từng chia sẻ với các bạn trong nhiều video trước đây Một đề tài các bạn có thể cảm thấy là không có gì lạ Là một cái thống kê được đưa ra bởi ngân hàng JP Morgan Và đây là cái bài viết mà cái xuất nguồn từ marketbusinessinsider.com thì bài viết này cho chúng ta thấy là cái à, thế hệ khác nhau thì đầu tư khác nhau và họ thống kê có nghĩa là jp morgan họ thống kê nó là những nhà đầu tư trẻ tuổi thì đang đổ tiền vào trong thị trường btc trong cái đại dịch này trong khi mà cái thế hệ cũ thì họ đổ tiền vào để mua vàng đây là một điều mà chúng ta cũng không có gì gọi là làm lạ Chúng ta đã nói tới rất nhiều lần trên cái channel này Nhưng mà tôi muốn chia sẻ thêm Tại vì các bạn thấy đây là thống kê được đưa ra bởi TP Morgan Trong khi mà trước đây chúng ta nghe những cái thống kê được đưa ra từ những công ty Ở trong thị trường crypto như là công ty RayScale. Cho nên điều này rất là quan trọng Cái xu hướng sau này sẽ ra sao Và các bạn cần nên biết những gì Đây sẽ là đề tài đầu tiên chúng ta sẽ nói tới trong video này Điều là thứ nhì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Đây chính là một cái đề tài mà nhiều bạn cũng nhắn tin thỏa thuận cũng như là một đề tài mà được bàn bạc đến rất nhiều ở trong cái group chat của Thuận Capital đó chính là đề tài liên quan tới đồng Ethereum Classic bị tấn công 51% thì thật ra đây là một điều mà nhiều bạn hỏi Thuận cách đây khoảng chừng là 2 ngày nhưng mà Thuận chưa có dịp để mà làm một video về vấn đề này thì hôm nay chúng ta lại nhận thêm tin tức là Ethereum Classic đã bị tấn công 51% cho nên Thuận muốn dành thời gian video này để mà chia sẻ thêm chi tiết liên quan tới Ethereum Classic Uh, và đây là một điều rất quan trọng tại vì thầu biết có rất nhiều bạn mới vừa tham gia vào thị trường crypto này cho nên nhiều bạn bây giờ vẫn chưa có hiểu là thị trường này tiềm ẩn những cái nguy hiểm như thế nào nhất là những nguy hiểm liên quan tới những mạng lưới Proof Work bị tấn công 51% đây sẽ là hai đề tài chúng ta nói tới trong video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển chúng ta bây giờ hãy nói tới cái đề tài đầu tiên và các bạn thấy được đây là một cái thống kê được đưa ra bởi JP Morgan JP Morgan các bạn cũng đã biết là thống kê là một trong những ngân hàng lớn trên thế giới và ở Hoa Kỳ bây giờ nếu chúng ta chỉ nói tới ngân hàng mà người tiêu dùng gỡ tiền vào thì JP Morgan là đứng đầu và trên thế giới các bạn không có tính những cái ngân hàng mà thuộc cái sự quản lý của chính phủ Trung Quốc thì JP Morgan là ngân hàng đứng lớn thứ nhì trên thế giới hiện tại các bạn thấy là lúc mà chúng ta làm video này thì thị trường cũng đang rất là tốt các bạn thấy là BTC bây giờ đã là 11.905 chuẩn bị muốn trở về và thử mức 12.000 Ethereum các bạn thấy là hôm qua đã qua khỏi 400 đô bây giờ vẫn xoay quanh cái mức là 400 đô thị trường crypto trong vòng mấy ngày qua có cái sự tăng trưởng rất là đột biến và chúng ta lại bắt đầu bước vào một cuối tuần mới thì Thuận nghĩ là nhiều bạn cũng như Thuận là hy vọng cuối tuần này cũng sôi động như là cuối tuần rồi Các bạn thấy là cuối tuần rồi thì tháng 6, thứ sáu thứ bảy Chủ nhật rất là sôi động Giá cả tăng lên đột ngột và BTC phá 11.000 đô rồi lại phá 12.000 đô Các bạn thấy là lên thẳng tới khoảng chừng là 12.300 đô 12.400 đô tùy theo các bạn nhìn vào sáng nào Nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy BTC sau khi đi xuống mạnh Bây giờ đã đi ngược trở về và muốn lại thử cái mức là 12.000 đô thì chúng ta nhìn vào cái thống kê này của JP Morgan thì JP Morgan trước hết đưa ra kết luận là các nhà đầu tư giữa các thế hệ khác nhau thì thích những cái loại tài sản khác nhau có nghĩa là trước hết bài viết này là nói về vàng và BTC thì các bạn thấy ngay cái câu đầu tiên của bài viết mà nếu các bạn bấm vào cái link phía dưới các bạn sẽ thấy được là cái ngụ ý của JP Morgan là công nhận BTC là một cái loại tài sản thì họ nói là những nhà đầu tư lớn tuổi hơn thì có cái xu hướng là tiến tới vàng trong khi mà thế hệ trẻ thì đang đổ sâu tiền vào BTC. Thì các bạn thấy là trong thời gian 5 tháng qua thì cái thống kê của JP Morgan cho chúng ta thấy được là có rất nhiều tiền đã được đổ vào trong những cái quỹ giao dịch trong đó chúng ta có quỹ giao dịch vàng và quỹ giao dịch của BTC. Và các bạn thấy là khi chúng ta nói tới trẻ tuổi và lớn tuổi thì để thuận chia sẻ rõ ràng hơn, chúng ta nói tới thế hệ trẻ nghĩa là người Hoa Kỳ gọi là Millennials, có nghĩa là cái lứa tuổi từ 26 đến 40 tuổi cũng là cái lứa tuổi mà Thuận đang ở cũng như là cái lứa tuổi mà nhiều bạn xem chương trình YouTube này là trong cái lứa tuổi là khoảng 26 tới 40 tuổi. Thì chúng ta nói tới cái giới trẻ trong lứa tuổi này thì giới trẻ trong thời gian gần đây có cái sự ưa thích đặc biệt đối với các cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu liên quan đến công nghệ. Thì để Thuận chia sẻ thêm là cách đây khoảng chừng là 30 năm, một người ở Hoa Kỳ muốn mua cổ phiếu thì cũng không dễ dàng như là bây giờ trước đây khi mà các bạn muốn mua cổ phiếu thì các bạn cần phải có một người gọi là stock broker có nghĩa là một người mà có bằng mua bán cổ phiếu như là thuận đang giữ bằng mua bán cổ phiếu thì các bạn thấy là các bạn cần phải có một người đó hướng dẫn các bạn để mà tư vấn các bạn mua cổ phiếu nào và mua bao nhiêu thì các bạn là thông qua người này đưa tiền cho họ để mà họ quản lý tiền cho các bạn sau đó cái đây khoảng chừng là 20 năm thì các bạn thấy cái sự trỗi lên của những cái công ty cổ phiếu ở trên mạng các bạn có thể là tự đăng ký và tự mua như là những cổ phiếu như là công ty E-Trade có thể cho các bạn tự mua cổ phiếu trên mạng và đó là cái thế hệ mà thường lớn lên các bạn thấy là bản thân thường thực ra mà nói là chưa từng có một tư vấn cổ phiếu nào mà hỗ trợ thường mua cổ phiếu trước đây là thường chị tự lên trên những cái sàn trên mạng và tự đăng ký và tự mua nhưng mà gần đây với cái thế hệ trẻ tuổi hơn những người mà khoảng chừng là dưới 30 tuổi thì trong thời gian khoảng chừng 10 năm đổ lại chúng ta thấy cái sự nổi dậy của một cái loại à, thị trường khác đó chính là những cái công ty mà cho các bạn là mua cổ phiếu dễ dàng thông qua ứng dụng điện thoại chúng ta thấy là những cái ứng dụng như là Robinhood đã có thể là thu hút được rất là nhiều cái giới trẻ đi vào trong thị trường uh, tài chính bắt đầu là mua những cổ phiếu và nhất là trong cái thời gian mà chúng ta thấy dịch bệnh bùng nổ trong vòng mấy tháng qua thì cái giới trẻ họ ở nhà nhiều hơn họ không có đi chơi nhiều hơn và thực sự mà nói là trước đây những cái mà làm cho họ phân tâm như là các bạn thấy là đi uh, xem uh, đá banh đi xem bóng chày đi xem uh, những cái môn thể thao hay là họ đi những quán bar thì trong cái thời gian mấy tháng qua họ không thể tiếp tục làm những việc đó tại vì dịch bệnh xảy ra thì đứa trẻ đã có một cái xu hướng là nhiều người đã tiến tới tìm hiểu thị trường chứng khoán và để dẫn đến việc là cái số tiền từ giới trẻ đi vào thị trường chứng khoán rất là nhiều cho nên họ nói là trong vòng năm tháng qua đã có rất nhiều tiền đi vào các quỹ đầu tư và các bạn thấy là họ đặc biệt là thích những cái công ty cổ phiếu công nghệ và chúng ta thấy là cái giới trẻ ở hoa kỳ bây giờ thì theo thống kê của JP morgan thì họ rất là ít quan tâm đến các quỹ à, trái phiếu các bạn thấy là cũng rất dễ hiểu tại vì đối với một cái người mà trả tù thì trái phiếu rất là nhàm chán các bạn thấy là trái phiếu có nghĩa là chúng ta mua lại giấy nợ các bạn mua trái phiếu của Hoa Kỳ có nghĩa là các bạn mua lại giấy nợ của chính phủ Hoa Kỳ để mà lấy lời hay là các bạn mua trái phiếu của một công ty nào đó có nghĩa là các bạn mua giấy nợ của một công ty thì cũng rất là nhàm chán tại vì trái phiếu của các bạn cầm chủ yếu là nếu như mà giá đi lên một chút thì các bạn bán hay là các bạn cầm đó để mà có thể lấy được tiền lời cho nên họ không thích những cái trái phiếu đó mà họ thích đi vào những thị trường mà sôi động hơn Và trong đó chúng ta có những công ty công nghệ là di chuyển rất là mạnh và rất là nhanh Đây là cái điều mà thu hút rất nhiều giới trẻ đi vào thị trường uh, chứng khoán Và các bạn thấy là JP Morgan thì nghĩ là cái việc mà trong vòng mấy tháng qua từ tháng 3 Chúng ta có nói tới trong video ngày hôm qua là từ tháng 3 Chúng ta thấy là cái sự tương quan giữa thị trường uh, chứng khoán chúng ta nói là chỉ số S&P 500 và giá của BTC để đi song song với nhau và một những lý do thì JP Morgan nói là tại vì cái thế hệ trẻ à, mua Bitcoin và họ cũng mua luôn à, chứng khoán khiến cho cái sự song song có khiến cho cái sự tương quan giữa chứng khoán và BTC tăng lên rất là mạnh trong vòng mấy tháng qua đương nhiên chúng ta quên nói tới trong video ngày hôm qua là trong thời gian gần đây thì cái sự tương quan giữa BTC với lại vàng đã tăng lên rất là nhiều cái sự tương quan giữa BTC và chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm xuống đó là chúng ta nói tới cái thế hệ trẻ tuổi từ 26 đến 40 tuổi khi mà chúng ta nói tới cái thế hệ lớn tuổi hơn là 56 đến 76 tuổi thì các bạn thấy được là cái thế hệ lớn tuổi hơn thì họ tiếp tục đầu tư mạnh vào những cái quỹ đầu tư trái phiếu à, từ tháng 6 đến tháng 7 mới đây có nghĩa là họ vẫn tin tưởng là đầu tư vào những cái quỹ đầu tư mà an toàn hơn di chuyển ít hơn mặc dù là lợi nhuận thấp hơn nhưng mà cả hai thế hệ các bạn thấy được là đều có những cái nghi vấn liên quan tới tình hình tương lai của thị trường tài chính cũng như là giá trị của đồng đô la cho nên các bạn thấy là cái số tiền trong vòng mấy tháng qua được đổ vào thị trường btc cũng như là được đổ vào vàng đã tăng lên rất là nhiều các bạn thấy là tùy theo thế hệ thì thế hệ lớn tuổi hơn À, từ 56 đến 76 tuổi thì vẫn còn tin tưởng vào vàng Cho nên họ đầu tư rất là nhiều Trong thời gian qua, chủ yếu các bạn thấy là các bạn có tin là có lạm phát sắp sửa tế hay là không Đó là điều mà đang được tranh cãi Các bạn có thể tin hay là không tin Nhưng mà những cái dẫn chứng, cái nguồn tiền chảy Khiến cho cái giá vàng tăng lên đột phá trong vòng một thời gian gần đây là một dẫn chứng cho thấy được là có rất nhiều người lo ngại về tiền pháp định sau này về việc là rất là nhiều những cái chính phủ là in tiền liên tục để mà hỗ trợ thị trường trong thời gian dịch bệnh này đây là một trong những điều dẫn đến sự lo ngại và cái sự lo ngại này các bạn thấy là không chỉ riêng là cái thế hệ lớn tuổi mà thế hệ nhỏ tuổi cũng lo ngại nhưng mà Họ lo ngại họ đã làm những gì Đây là hai điều khác nhau Tuổi lớn hơn thì họ lo ngại Họ sẽ đầu tư vào thị trường vàng đối tuổi nhỏ hơn họ sẽ đầu tư vào BTC thì trước đây Thuận có đăng một cái video tương tự thì có một bạn nói Thuận là điều này cũng không hẳn là như vậy Tại vì à, có thể là bây giờ những người mà trẻ tuổi từ 26 đến 40 tuổi thì họ thích BTC à, Tại vì họ nghĩ là BTC dao động mạnh có cái kịch tính cho nên họ thích Nhưng mà khi mà những người này càng ngày càng lớn tuổi hơn họ sẽ bỏ những cái mảng đầu tư mang tính nguy hiểm cao Mà họ sẽ chuyển vào đầu tư vào những cái mảng đầu tư có cái sự dao động thấp hơn Điều đó cũng không hẳn là như vậy các bạn thấy đây là một cái thống kê mà thần cũng đã từng chia sẻ à, trong nhiều video trước đây đây là cái thống kê mà những mục đầu tư ưa thích nhất à, từ những thế hệ khác nhau vậy các bạn thấy là thế hệ từ 26 đến 40 tuổi là thế hệ millennials nghĩa là bên tay trái này cái thế hệ baby boomers nghĩa là cái thế hệ mà chúng ta nói là từ 56 đến 76 tuổi là bên tay phải và chính giữa đây chính là cái thế hệ à, giữa cái mức là 41 cho đến khoảng chừng là 55 tuổi thì các bạn thấy là lứa tuổi nào số lượng stock mảng đầu tư về chứng khoán mà họ ưa thích có rất là nhiều những công ty chứng khoán liên quan công nghệ như các bạn thấy là cái lứa tuổi lớn tuổi họ vẫn tiếp tục đầu tư vào Apple, Amazon, các bạn thấy là Facebook hay là Alphabet đến những cái công ty công nghệ mà cổ phiếu dao động rất là mạnh mạnh hơn rất nhiều so với những công ty như là công ty Coca-Cola chẳng hạn các bạn thấy là điều này chứng minh được là không phải là nhỏ tuổi thích cái sự dao động mạnh cho nên họ đầu tư vào Drayscale uh, Bitcoin Investment Trust mà sau này lớn tôi hơn họ sẽ bỏ đầu tư vào BTC nhưng mà chỉ đơn giản là các bạn thấy là millennials, như là những người trẻ tuổi bây giờ nghĩ là Bitcoin là một trong những cái sự lựa chọn về mặt tài chính sau này cho họ thay vì là trước đây người ta lưu trữ vàng thì người trẻ tuổi họ sẽ lưu trữ BTC và trong cái trường hợp này là họ mua BTC thông qua Trayscale Bitcoin Investment Trust nghĩa là một quỹ đầu tư Bitcoin đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và điều quan trọng hơn hết các bạn thấy đây là thống kê được đưa ra bởi công ty JP Morgan Chase thì jp morgan là một cái công ty mà liên tục tấn công bitcoin trong vòng mấy năm qua. các bạn thấy là ceo của công ty jp morgan đó chính là jimmy diamond là người mà đã từng chỉ trích btc là một trò lừa đảo, là một cái ponzi, là một cái gì đó mà dùng để cho thế giới phạm pháp sử dụng chứ không phải là người thường sử dụng. nhưng mà các bạn thấy là trong vòng một năm qua hầu như là chúng ta không còn nghe nói tới một ngân hàng lớn nào mà đứng lên nói bitcoin là một cái lừa đảo hay là bitcoin dùng để rửa tiền tại sao tại vì họ đã nhận được là đây chính là tương lai cái thế hệ lớn tuổi thì sau này các bạn thấy là người nào lớn tuổi thì cuối cùng họ cũng phải qua đời cái số tiền đó là sẽ từ từ chuyển từ người lớn tuổi trở về cái thế hệ trẻ hơn tại vì thế hệ trẻ hơn sau này sẽ là thế hệ lớn hơn họ sẽ là những cái thế hệ mà sẽ lưu trữ cái số tiền họ sẽ là cái thế hệ mà có thể là được thừa hưởng cái tài sản đó và họ thích những gì các bạn thấy là họ thích btc nếu như mà những ngân hàng mà cứ tiếp tục chỉ trích BTC mà giống như là muốn đàn áp thị trường này Thì sẽ không có kết quả tốt Tại vì những thế hệ trẻ Họ không vì lời nói của ngân hàng mà không đầu tư bởi BTC Cho nên các bạn thấy được là những ngân hàng bây giờ Đã ngộ ra được điều này Cho nên họ đã không tiếp tục tấn công BTC Mà thậm chí họ làm ngược lại là hỗ trợ thị trường này Cho nên các bạn thấy được là JP Morgan Thậm chí chúng ta thấy là những cái ngân hàng khác như là Fidel đi, hay là chúng ta thấy cái công ty đầu tư Goldman Sachs cũng đưa ra rất là nhiều những cái thống kê tốt liên quan đến BTC. Đây chính là xu hướng tương lai mà Thường muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái đề tài thứ nhì mà Thường nghĩ nhiều bạn rất là hứng thú muốn biết. Đó chính là cái đề tài liên quan tới Ethereum Classic bị tấn công 51%. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về cái đề tài này thì nếu như những bạn nào mà muốn theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là link của facebook link của telegram và link của twitter à, hay là như các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một một sàn giao dịch nào, các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital. Ví dụ như là ưu đãi của sàn Margin FX, các bạn có thể đăng ký thông qua link của thùng Capital, sau đó bấm vào cái form đăng ký để vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn tham gia vào những sàn như là sàn Margin Bybit, sàn Binance, sàn Coinbase. Đương nhiên các bạn tham gia vào giao dịch crypto là một cái mảng đầu tư rất là nguy hiểm giao động rất là nhiều cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao và đặc biệt là giao dịch margin thì nguy hiểm lại còn cao hơn cho nên không thích hợp cho những bạn nào mà mới tham gia vào thị trường này nhìn vào tài liệu của team classic thì chuyện gì đã xảy ra thì thực ra mà nói đây không phải là một điều gì mà quá mới đương nhiên đây là một tin tức mới các bạn thấy là ngày hôm nay tin tức đưa ra từ coindesk nói là cái đồng team classic À, lại bị tấn công 51% lần thứ nhì trong vòng một tuần. Đây là cái bài viết ngày hôm nay ngày 6 tháng 8 tại Hoa Kỳ. Tại sao mình nói là đây không phải là cái tin tức gì mới tại vì các bạn thấy là Ethereum Classic đã từng bị tấn công 51% trước đây. Các bạn thấy là lúc đó là ngày 10 tây à, tháng 1 năm 2019 thì đã có thông tin là Ethereum Classic bị tấn công 51%. Cho nên tính luôn cái thời gian mà hồi tháng 1 năm 2019 so với lại hai đợt mà chúng ta mới nhận được trong vòng một tuần qua thì ít nhất là mạng lưới của team Classic đã bị tấn công 51% thì tấn công 51% là gì thì chúng ta sẽ không đi vào nhiều cái chi tiết tại vì những bài nào mà muốn hiểu rõ hơn thì tuy là channel này một channel chuyên về đầu tư nhưng mà Thuận cũng muốn chia sẻ với các bạn những cái khái niệm căn bản liên quan tới tiền crypto cho nên Thuận đã làm một cái video cách đây cũng rất là lâu Các bạn thấy được đây là cái video 112 hồi tháng 6 năm 2018 liên quan đến tấn công 51% Trong cái video Thuận đã giải thích rõ ràng hơn về những cái điều căn bản các bạn cần nên biết liên quan tới tấn công 51% Và các bạn thấy là video này nhưng mà nào mà đã theo dõi Thuận Capital từ giữa năm 2018 thì hãy comment ở phía dưới để Thuận thấy được là bạn vẫn còn theo dõi kênh này các bạn thấy đây là lúc mà thuận vẫn làm việc cho công ty KPMG là công ty kiểm toán và thuận là đi rất là nhiều khắp nơi để mà kiểm toán các bạn thấy được là thời gian mà thuận làm video này hồi tháng 6 năm 2018 Thuận đang đi công tác ở New York và nhiều bạn có thể biết thuận ở New York là gần một năm trước khi mà thuận trở về Cali và lúc này là thuận đang ở trong khách sạn và Chúng ta nói tới tấn công 51% thì Thùng sẽ để cái link trên màn hình và cái link phía dưới để các bạn xem cái video này thì cũng sẽ chia sẻ video này trên những cái mạng xã hội Nhưng mà nói về tấn công 51% thì nói đơn giản để các bạn dễ hiểu là khi một người nào đó muốn tấn công 51% thì người đó cần phải có cái tốc độ đào rất là lớn Đây chỉ là điều mà được xảy ra trên mạng lưới đào chứ không phải là trên mạng lưới như là Proof of Stake Như mạng lưới như là các bạn thấy là mạng lưới của Cardano hay là EOS, đây là những cái mạng lưới cổ phần Proof of Stake cho nên sẽ không có cái sự kiện tấn công 51% đây chỉ là cái sự kiện xảy ra trên những mạng lưới mà ở trong cái tốc độ đào hiện tại thì tấn công 51% có nghĩa là cái trong cái thời gian mà một người nào đó muốn tấn công họ sẽ từ từ thu thập rất là nhiều tốc độ đào đào làm sao phải nhanh hơn tất cả những tốc độ đào khác cộng lại thực ra chúng ta nói là tấn công 51% nhưng mà các bạn có 30% vẫn tấn công được chỉ có là các bạn có tốc độ đào càng cao có nghĩa là các bạn có tốc độ đào là 51% của tổng tốc độ đào thì cái cơ hội thành công là sẽ cao hơn thì một người nào đó sẽ âm thầm tích lũy tốc độ đào họ sẽ đào trên một mạng lưới như là team classic âm thầm họ sẽ không thông báo cho bất cứ ai hết họ sẽ tự đào âm thầm mà họ cũng không có cần phải lấy cái số tiền đến từ cái tiền thưởng các bạn thấy là trên mạng lưới đào thì một trong những lý do tại sao mà người ta tham gia vào đào tại vì khi mà đào thành công các bạn được thưởng nhưng mà họ sẽ không quan tâm đến cái số tiền thưởng đó mà cái mà họ làm là họ muốn tạo ra một cái chuỗi của họ và chuỗi của họ phải dài hơn là cái chuỗi công cộng nghĩa là cái chuỗi mà công cộng mà đang được đào hiện tại ở trên mạng lưới chính thức thì khi mà họ đã thành công đào được một cái chuỗi gọi là cái chuỗi dài nhất hay còn gọi là shadow mining thì họ sẽ công bố cái chuỗi đó và trên những mạng lưới đào như là proof of work thì cái chuỗi nào dài nhất được coi như là cái chuỗi chánh thống tại sao là họ lại muốn làm như vậy thì tại vì khi mà họ tấn công năm phần trăm họ có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận các bạn thấy được là cái người này tính theo cái đợt mà tấn công gần đây nhất ngày 29 tây tới ngày 1 tây tháng 8 các bạn thấy đây là đợt tấn công thứ nhì ngày hôm nay nhưng mà cách đây vài ngày khi mà họ bị tấn công từ ngày 29 tới ngày 1 tây thì dựa theo công ty uh, BigQuery nói là họ có thể là kiếm được tổng số lợi nhuận là 800.000 ETC có nghĩa là 5,6 triệu đô la thì làm sao họ kiếm được cái số uh, lợi nhuận này thì họ có thể kiếm được số lợi nhuận này bằng cách là trên cái chuỗi mà họ tự đào cái chuỗi đó là cái chuỗi mà họ âm thầm đào trước khi mà công bố cho mọi người thì cái chuỗi đó khi mà họ đào là họ sẽ đào âm thầm sau đó là trên chuỗi đó họ sẽ có một số những cái đồng Ethereum uh, Classic của họ, thì cái đồng Ethereum Classic đó trên mạng lưới riêng của họ mà họ tự đào Họ sẽ để ở đó, nhưng mà trên mạng lưới thật của họ, họ cũng sẽ có những đồng Ethereum Classic mà họ để trên mạng lưới thật Trên cái trường hợp này, giả sử như là họ có 800.000 ETC trên mạng lưới thật Họ sẽ xài hết, có nghĩa là họ sẽ tự xài hết cái số tiền này Và sau khi mà họ xài hết cái số tiền này, có nghĩa là họ dùng số tiền này để mà bán để lấy tiền hay là làm gì đó, họ sử dụng hết số tiền này ở trên mạng lưới thật sau đó họ đào thành công cái mạng lưới mà mạng lưới âm thầm của họ họ công bố thì cái mạng lưới đó 800.000 đồng ETC vẫn còn trên mạng lưới đó có nghĩa là họ lại có thể sử dụng theo một lần nữa hay còn gọi là chi tiêu gấp đôi đây là cách mà những người mà tấn công 54% họ kiếm được lợi nhuận và các bạn thấy trong trường hợp này là lợi nhuận lên tới 5,6 triệu đô la đây là thống kê của Bitquery đưa ra và có được tấn công vào ngày 29 tây tới ngày 1 tây thì dựa theo những gì chúng ta biết được là khi mà họ tấn công trong khoảng thời gian này cái số tiền mà họ đã tấn công thành công thì di chuyển qua cái ví cá nhân sau đó lại di chuyển trở về một cái sàn khác mà nhiều người nói bây giờ đó chính là sàn okx nhưng mà cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có nhận được thông tin chính thức nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì cái số tiền mà nhiều người nói là họ đã tấn công thành công cái số tiền đó vẫn còn đang để ở trên sàn okx thì sau đó chúng ta nhận thêm một cái đợt tấn công mới nữa chính là cái đợt tấn công ngày hôm nay thì các bạn thấy được là cái đợt tấn công ngày hôm nay thì thống kê đã thất thoát bao nhiêu chúng ta vẫn chưa có biết bây giờ vẫn còn là một điều quá mới cho nên chưa ai biết được và lý tại sao mà họ lại bị tấn công liên tục như vậy họ có nghĩa là mạng lưới team classic thì các bạn hãy nhìn vào mạng lưới team classic bây giờ thì trong dòng thời gian um, khoảng chừng là hơn một tuần qua thì cái số lượng tốc độ đào trên mạng lưới đã giảm đi cũng rất là nhiều các mình thấy là khoảng chừng là từ 1.6 mà giảm xuống chỉ còn có là 1.3 từ ngày khoảng chừng là ngày 3 tây, lúc đó là khoảng chừng 1.6 chỉ còn có 1.3 ngày hôm nay có nghĩa là các bạn thấy là 1.6 TH xuống còn 1.3 là bị giảm đi 20% tốc độ đào. Tốc độ đào trên mọi mạng lưới mà càng giảm thì lại càng dễ bị tấn công hơn. Và trong trường hợp này các bạn thấy là muốn tấn công những mạng lưới cần bao nhiêu tiền? thì các bạn có thể là vào một trang web à, trang web này đó chính là trang web crypto51.app. Trên trang web này cho các bạn thấy được là những đồng khác nhau thì có thể là tấn công tốn bao nhiêu tiền thì các bạn thấy được là BTC nếu các bạn muốn tấn công một tiếng đồng hồ là tốn tới 577.000 đô. Ethereum tấn công một tiếng đồng hồ là tốn tới 269 000 đô Cái số tiền tốn này là cái số tiền mà các bạn cần phải có cái tốc độ đào Các bạn cần phải trả tiền điện Và đương nhiên đây là không tính là các bạn cần phải có máy đào Các bạn thấy là Bitcoin Cash thì 14.000 đô một giờ có thể tấn công được Bitcoin SB là 10.000 đô một giờ có thể tấn công được Và các bạn thấy là tới Ethereum Classic là chỉ có không tới 4.000 đô một giờ là đã có thể tấn công 51% được Đương nhiên đây chỉ là những cái ước tính Nhưng mà một điều quan trọng hơn hết đó chính là cái hàng cuối cùng Nine Cái hàng này là cái hàng cho các bạn thấy được là các bạn có thể mướn cái tốc độ nào được hay là không Thì chúng ta nói tới Nine nhưng mà nào mà không rành thì đây là một cái công ty mà cho các bạn mướn tốc độ đào Đây là cái trang web của Nine -hash. Thì các bạn có thể lên trên trang web này để mà mướn tốc độ đào của những cái mạng lưới nào mà có thể mướn được Nhưng mà các bạn thấy là để tấn công Bitcoin 51% một tiếng đồng hồ tuy là 577.000 đô nhưng mà các bạn không có thể nào mướn đủ tốc độ đào ở trên Nihash nghĩa là 0% phần trăm có nghĩa là các bạn có số tiền này đi nữa các bạn lên trên mạng lưới này cũng không có thể mướn được tại vì không có đủ tốc độ đào để các bạn có thể làm được cái việc đó tại sao tại vì các bạn thấy Bitcoin là một mạng lưới mà rất là phi tập trung và Bitcoin là mạng lưới mà có tốc độ đào cực kỳ cao các bạn nghe tin tức liên tục là tốc độ đào tăng lên à đỉnh định mới và định mới và định mới thì các bạn thấy được là những cái điều đó khiến cho tấn công mạng lưới Bitcoin 5 phần trăm càng ngày càng khó hơn và trong lịch sử 11 năm qua chưa hề có ai tấn công thành công Bitcoin 51%. Ethereum các bạn thấy là chỉ có thể mướn được 5% của tốc độ đào ở trên Ninehash thì cũng không đủ để tấn công. Các bạn thấy là Bitcoin Cash à, tuy chỉ tốn 14% nhưng mà các bạn cũng không thể mướn đủ cái số lượng cần thiết ở trên Ninehash và Bitcoin SV cũng vậy, Litecoin cũng vậy, Dash, Zcash mà Ethereum Classic thì các bạn có thể là rất dễ dàng mướn trên mạng lưới của Nighthawk mà bạn có thể mướn là gấp 3 lần cái số lượng cần thiết để mà tấn công mạng lưới Ethereum Classic dựa theo trang web crypto 51 app này đó là lý do tại sao mà mạng lưới Ethereum Classic bị tấn công trăm hai lần trong vòng một tuần qua và không có tính cái đợt mà hồi đầu năm 2019 bị tấn công thì điều mà quan trọng hơn thì muốn chia sẻ với các bạn đây là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến khi các bạn đầu tư vào những cái mạng lưới gọi là proof work mạng lưới đào trong đó chúng ta có mạng lưới bitcoin mạng lưới litecoin và mạng lưới ethereum classic và một số những cái mạng lưới khác thì khi các bạn đầu tư vào một mạng lưới đào thì thường thấy rất nhiều bạn thì thích hay tranh cãi là đồng này tốt hơn đồng kia tại vì đồng này à, là được công ty này hỗ trợ hay là đồng kia thì có cái công nghệ tốt hơn nhưng mà một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đó chính là cái tốc độ đào trên mạng lưới tại vì nếu như các bạn không có được cộng đồng đào mạnh và cộng đồng đào không được phi tập trung thì sẽ rất là nguy hiểm. Các bạn thấy là những điều liên quan đến tấn công 54% hoàn toàn có thể xảy ra nếu như mà chúng ta không cẩn thận. Đây là một trong những điều các bạn cần phải suy nghĩ đến khi mà đầu tư vào bất cứ một mạng lưới có hệ thống proof of work nào, hệ thống đào nào. Đó cũng là một trong lý do tại sao mà chúng ta thấy là mạng lưới của BTC Tại sao mà nhiều người nói là chậm mà lại có giá trị như vậy? Tại vì mạng lưới của BTC rất là đơn giản. Lý do tại sao mà mạng lưới của BTC không có nhiều cập nhật? Các bạn có từng nghe nói tới cập nhật của BTC chưa? Có thể là rất lâu rồi chúng ta không nghe nói tới. Trước đây cũng có nhưng mà đã lâu rồi không nghe nói tới là cập nhật mới mạnh của BTC là cập nhật nào? Tại sao? Tại vì những người mà chạy trên mạng lưới của BTC họ muốn giữ mạng lưới này rất là đơn giản. Để tại sao? Để cho họ bảo vệ mạng lưới càng đơn giản thì họ có thể càng bảo vệ tốt càng phức tạp thì lại càng có nhiều lỗ hỏng để có thể bị tấn công đây là một trong những lý do tại sao mà mạng lưới btc có giá trị và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thường hy vọng là những gì thường chia sẻ giúp đỡ được cho các bạn hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra với mạng lưới của ethereum cũng như là những gì mà chúng ta cần nên biết liên hoạt tới xu hướng tương lai của thị trường crypto này là như thế nào Lúc mình thường kết thúc video này thì các bạn thấy là thị trường cũng rất là tốt Chúng ta nhìn vào coin360.com Thì ngày hôm nay cũng rất nhiều những màu xanh Nếu như mình thuận có hình ngày hôm nay thì đã là màu xanh với số lượng của thuận à, Nhưng mà chúng ta thấy là BTC thì tăng 1,8% Ethereum thì so với ngày hôm qua thì cũng đi hàng ngang XRP cũng tăng một ít Khi chúng ta chuyển lại thành so sánh với lại đồng BTC thay vì là đồng USD thì các bạn thấy được là so với lại đồng BTC thì nhiều đồng bây giờ là trở thành màu đỏ tại vì BTC ngày hôm nay vẫn là một đồng mà có cái sự tăng trưởng nhiều đồng altcoin thì không có cái sự tăng trưởng tương đương với BTC ngày hôm nay và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn